chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Nakayama Cuộc Sống ở Nhật nha cả nhà. Thì tiếp nối cái ngày hôm qua thì gia đình mình đi cắm trại bị thất bại cả nhà. Cho nên hôm nay thì nhà mình lại đi cắm giống như là sáng đi chiều về thôi cả nhà. Đi nướng barbecue ở ngoài trời á. Đó, hiện tại là đang đứng dựng cái lều ở phía sau này nè cả nhà. Giống như để che nắng á, hôm nay thì tới đây nướng chơi rồi làm ẩm thực cho nó vui cả nhà. Thì hôm nay đi có má chồng mình đi thì đang là ở phía sau nữa cả nhà. Thì đây đang đứng dựng lều. Chỗ mình đi thì vẫn là con suối quen thuộc nha cả nhà. Đây hôm nay đi thì mọi người tới cũng chưa có tới đông á. Nó đang dựng cái lều lên để ngồi chơi. Chào cả nhà. Hôm nay má chồng mình đi thì hôm qua má chồng mình không có đi cùng với cả nhà. Hôm nay thôi sáng đi chiều về thì lên nướng rồi chơi cho nó vui. Nay nắng á, nay nắng quá trời nắng, nắng đệm. Ai vào trời nhìn đệm cả nhà, xanh trong xanh luôn. Đây hôm nay đổi cái lều. Thay cái lều mới. Cho nó rộng là chưa. Trước thì vẫn là con suối nhà mình hay đi cả nhà. Trời ơi, có con nhỏ ở chuồng. Thôi không. Đây và dựng xong cái lều rồi nha cả nhà. Cái này cái lều hả đúng không? À cái mái. Này giờ cứ nói lộn là cái lều. Nay cái lều của mình đi thì nó rất là khác cả nhà, tại vì cái dạng cái miếng này miếng vải thì nó gọi là cái mái. Nó nhìn nó rộng nó bự hơn á cả nhà. Đợt trước thì mình đi mấy cái nhà nhỏ hơn, này là cái mới cho nên mình hôm nay mình lấy ra mình xài. Thì cái loại này nó như thế nào anh hả? Đợt trước mình xài 4 mét. Đợt này mình mua cái này 5 mét rồi đó. 5 mét em thấy bự quá ha, 5 mét á. À, 5 mét. Ừ. Được cái là nó hai phía bên kia thì nó thấp xuống dưới cho nên nó che được nắng á cả nhà, ở bên trong nó nhìn nó mát hơn. Cái này nhìn nó bự hơn. Hôm nay mình đi đổi kiểu một chút xíu. Mấy bữa trước thì mình hay dùng cái miếng sắt kia. Cái này hình vuông cho nên đúng rồi. Cái che nắng nó nhiều hơn. Ừ đúng rồi. Thế nó thấp xuống phía dưới nó che được cái nắng. Mình mua cái nó rộng rộng cho chút xíu cả nhà, đi cho nó thoải mái. Vì lại mình ở bên trong mình ngồi mình chơi á, mình giăng đồ ra nó cũng rộng rãi hơn. Thì bây giờ mình sẽ dọn đồ ra đây nha cả nhà. Mát quá anh ha. Nó rộng á, thấy nó rộng rãi nè. Dọn đồ đây nóng. Hả? Thì cái hướng đó mặt trời mà, hướng đó mặt trời nó dọi qua. Tranh thủ đi cuối mùa, chuẩn bị vô mùa thu rồi cả nhà. Hôm nay là nhiệt độ chắc có lẽ là nóng nhất. Sang tuần thì bão tới rồi, cái nhiệt độ nó mưa rồi, nhiệt độ là bắt đầu xuống dưới tầm 20 độ rồi cả nhà. Nên nó bắt đầu lạnh. Nhà thấy phía sau không? Hôm qua mình đi là mình kiểu mình đi trên cái cầu xong cái mình quay lên phía trên này thì chật kín hết luôn cả nhà. Đó là mình không có cắm lại được, mình phải đi về đó cả nhà, đi qua chỗ khác á. Đó phía trên đó cả nhà thấy không? Mọi người kín cắm từ hồi tối qua giờ đông nghẹt luôn á. Cho nên là về ngủ một đêm xong rồi sáng hôm nay là đi cắm ở phía dưới cái chút cái suối này rồi sáng đi chiều về thôi. Đây bây giờ là nhúng lửa lại bỏ than vô nướng đồ ăn nha cả nhà.
Còn bên đây là đổ bánh xèo. Hôm nay đi đổ bánh xèo à hả? Rồi còn bị đâu để đây nữa, quên cất. Đi cho nó dẫm anh. Củi đó nó ướt cái ấy không anh? Ướt cái khô vậy? Dạ. Mực ha, để đi xuống lấy mực. Mình đi xuống dưới đây mình lấy cái bị mực ở cả nhà. Tại hồi nãy đi nó đông đá, cái mình đem xuống đây dưới đây mình ngâm á để cho nó tan đá xong mình lấy lên mình đổ bánh xèo ăn á cả nhà. Còn cứng á. Má còn cứng lắm á. Còn cứng á, chờ xíu nữa đi. Ngâm chút xíu nữa là nó tan rồi. Này mọi người xuống từ từ hết rồi kìa. Người ta cắm ở phía sau đông ghê anh. Đó, xe cái đầu xuống dưới hết rồi kìa. Bữa trời cái bàn phèn ở nhà nó khó cháy cái tàu bữa lắm mà lâu xích cái quạt tôi hoài ngồi quạt luôn. Nên bữa nào đi đâu ra sườn mua bao cái than nó bị ấy rồi, bị gì rồi. Từ từ ấy cũng được, chờ mực nó tan xong rồi đó. Sao xài hết xong dục luôn. Có không? Hơn nó nằm ở trên. Thôi nó nằm ở trên dễ thấy liền. Nó hơi nhỏ lại đã. Nhỏ hả? Còn nhỏ không? Hai lá cóc ăn bánh xèo cả nhà ơi. Cóc bánh xèo. Ăn bánh xèo nướng thịt. Gió mát ghê chứ, đâu có nóng đâu. Ngay chút trưa là 29 độ. Ừ, chủ yếu mùa này người ta đi nướng thịt rồi thôi chứ còn tắm thì không có giống như mùa hè đâu. Cái phần đầu lúc nào nó cũng chưa có giòn đâu. Bây giờ cái sau là nó mới giòn. Này bánh xèo rồi, quên bỏ bụng nhẹ. Bỏ hành. Bánh xèo mình chung. Này mình chung màu trắng thành bánh xèo mình chung. Bỏ chút hành nữa cũng ngon mà quên. Có hành ở nhà chứ mà quên. 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 Không có lật à? Vừa ăn á. Cái sau là nó giòn, hết là nó cái đầu tiên chưa là giòn. Họ nhóm than giờ mà chưa, nó chưa có thừng đâu. Lâu á, tại cái củi chứ nó không có cháy. Ủa. Mát, có gió mát. Tí không xuống ấy nước đi tí. Hả? Xuống lội nước chơi đi. Đó sao đâu, có mận bên đây cũng chơi kìa.
xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ thì mình nướng thịt thôi. Cái này là thịt heo này cả nhà. Còn cái này là mực. Cái miếng tảng mực bự. Đây là cánh gà với lại cái phèo màu non. Đây bên đây cũng thịt gà luôn. Bây giờ mình nướng nha cả nhà. Bỏ luôn ha, bỏ luôn. Chết hay là chút cách ra ta? Rồi để nguyên thì nó chín không? Đúng rồi, để cho nó đang bị đông đá chứ nó bị đông lại nó cứng, để chút nữa. Má có thịt heo này má. Trang không? Vậy đi xuống suối chơi đi con. Ê, đi xuống suối chơi đi. Đi đi. Đi. ちょっと見て。せーの。Trời đẹp ghê á, nó trời nhìn nó đẹp chứ. Mời cả nhà ăn bánh xèo. Bánh xèo à, miền Trung. Đây là bánh xèo miền Trung, không có bột nghệ. Miền Trung bánh trắng luôn. Hôm nay quên cái thành bánh xèo. Quên bột nghệ mà thành bánh xèo miền Trung luôn á cả nhà. Hôm nay quên bỏ bột nghệ mà thành bánh xèo miền Trung nè cả nhà. Đây mấy cái gia vị này thì hai cái vị này thì mình mua ở siêu thị, còn mực thì mình ướp với lại sa tế cả nhà. Đây còn cái này cũng vậy, mình cũng ướp tỏi ớt đồ chút sa tế rồi vô cho nó cay cay cho nó dễ ăn. Đây cái miếng phèo này cả nhà, cái ruột non. Đây nướng ăn tại chỗ luôn nha cả nhà. Đây cái cánh gà mình nướng nó chín rồi nè. À, anh ăn đi. Ăn đi. Cứ chờ chi, ăn đi chứ. Ủa nó nổ chứ. Chín rồi đó, vàng rồi nè. Ủa cái phèo, cái lòng non nó chín rồi kìa. Đó,
Bây giờ thì rồi ăn bánh xèo cả nhà. Mời cả nhà ăn bánh xèo nha. Đây mới đổ xong rồi cả nhà. Đây, mời cả nhà ăn bánh xèo. Bập 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 bập. Đây là nước mắm. Cái mực banh nó ra. Thơm nó hại rồi ha, nó hại thơm rồi kìa. Màu đẹp mà đúng không? Đó, nước lên nó vàng ươm lên rồi nè, thấy không? Màu vàng đẹp rồi. Xuống tắm đi. Nước lạnh không? Lạnh. Lạnh. Nước nó trôi nhanh nữa. Nó cũng lạnh. Giờ chưa đâu, có trưa trưa nó mới nóng lên nữa. Sớm mà. Đúng rồi, không đâu. Hồi nãy mấy đứa nhỏ xuống rồi, giờ tăng cái nó cũng...
Mày hả? Cái này thiêu quá. Mày bò hôm nay đi ăn lại, ăn bù lại. Tính hôm qua đi là cấm lại ngủ lại, rồi rốt cuộc không có chỗ, giờ phải đi về. Ngủ cho ngon giấc. Sáng này vô tình xăng chứ. Xăng rỉ hay chạy vòng vòng chơi gì? Không tiếng mà. Xăng để chị không chồng ở chơi à, đi vô quán đó. Vô quán ăn xong rồi về không có chồng nào cho quét xuống còn nữa đi chơi. Đi xong tắm đi xuống còn ngâm dưới nước á, nó mới hết hết lạnh, đứng đây nó lạnh á. Đi đi xuống ngâm nước đi. Tắm gì chứ vẫn còn lạnh đó cả nhà, nước nó lạnh lạnh, bà thích quá bà xuống bà tắm. Thì hiện tại bây giờ là tầm cỡ gần 4 giờ chiều rồi cả nhà. Mặt trời nó ngã bóng xuống rồi. Thì nhà mình cũng đang dọn dẹp để đi về cả nhà. Thì mình cũng có lẽ là kết thúc cái video ngày hôm nay nha cả nhà. Thì hẹn gặp lại cả nhà trong cái video tiếp theo của mình nha. Và nếu có ý thích kênh của mình thì hãy đăng ký ủng hộ kênh cho mình nha cả nhà. Anh kết thúc video. Bye bye. Thôi hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo nha.